Hôm nay con thiện học rất tốt. Ba lần đọc được. Ok, hôm nay là buổi học tốt nhất, có vẻ như không có mẹ có vẻ là học tốt hơn như vậy. Thế con học tuổi mà không có mẹ kẹp thì gì để sau lớn lên mẹ nếu như mà con mắc thì con tự lừa cho con được. Mẹ nuôi mẹ mất à, để sau mẹ lớn tuổi rồi mẹ già rồi mẹ không làm được cái gì để con lừa cho mẹ con chăm sóc cho em.
trưa mẹ ăn cháo, cơm trưa mẹ đi chơi. Lứa lại quên. Sao lớn lên con để hôm nay con học giỏi không có mẹ dạy là sau lớn lên để cho đến cái lúc mẹ già rồi mẹ nằm mẹ ốm mẹ nằm ở trên giường á, rồi con đi kiếm tiền rồi con mua cháo cho mẹ, mua cơm cho mẹ, mua nhiều thứ ngon cho mẹ ăn, cho mẹ khỏi ốm thì mẹ khỏi mạnh, mẹ làm việc để kiếm tiền mẹ nuôi con. Ngân ơi, con bị mũi đốt, con bị mũi đốt xung một cục tua thôi nè. Mà con đi lên lấy sữa nhá.